Annyeonghaseyo, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Long Chun. Ngày hôm nay Long Chun ở đây để cùng các bạn đồng hành trong series Vui tại gia cùng bếp trưởng Sparta. Xin chào chef Dũng. Mời em ngồi. Dạ, em ngồi đây nha. Hôm nay em rất vui vì đã được gặp anh Dũng ở đây. Và anh Dũng có biết không, Vui tại gia cùng bếp trưởng Sparta là một cái dự định đã được Sparta Beer Club ấp ủ từ rất là lâu rồi. Thì anh có sẵn lòng tham gia cùng bọn em không ạ? Em chia sẻ là hạnh phúc mà em. Dạ, chia sẻ là hạnh phúc. Vậy thì mình sẽ làm cái món hôm nay nó sẽ đơn giản thôi để mở đầu cho một cái series cực kỳ tuyệt vời này. Thì anh nghĩ món đơn giản và hiệu quả nhất là món gì anh? Ngày hôm nay anh sẽ dạy cho các bà mẹ bỉm sữa nội trợ cái bí quyết làm cái cánh gà chiên nước mắm của anh. Cánh gà chiên nước mắm mà nó khác hết tất cả các quán ngoài. Nhưng mà hôm nay anh sẽ dạy cho các cái chị bỉm sữa làm là nấu được luôn. Tuyệt vời. Chứ không phải là đao trên mạng về rồi không biết nấu. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái nguyên liệu để làm món cánh gà chiên mắm này đúng không ạ? Ok, thì anh giới thiệu em nhé. Và anh chỉ cho em một cái bí quyết rất là nhỏ. Dạ. Ví dụ đi mình lựa cánh gà, đầu tiên mình mua cánh gà, mình mua khoảng 1 kg đâu, từ 8 đến 10 cái thôi. Dạ. Đừng có mua cánh gà nhỏ quá thì nó sẽ không có thịt. Dạ. Cái thứ hai nữa là cánh gà nó phải sờ nó có cái độ đàn hồi nè, nó tươi ngon. Đấy. Nghĩa là cánh gà mới thì sờ vào nó có cái độ đàn hồi lại chứ còn nếu mà cánh gà đông lạnh là nó sẽ ép lại hơn. Rồi. Cái gia vị chúng ta cần ví dụ là tương ớt nè. Tương ớt để mình lấy màu sắc nè. Dạ. Đây là nước mắm nè, nước mắm. Đây là mì chính nè, mì chính. Đường. Còn tất cả các thành phần đây là cái bí quyết của anh nè. Đó là ớt khô nè. Thảo quả, ớt khô, bột ngũ vị hương, này là quế, hồi, đấy, đây là tỏi, tỏi băm nhé, dạ. Và đây là ít cái bột chiên giòn á, dạ. Để tạo nên cái cánh gà cho nó giòn á, dạ. Thì cái bí quyết nó nằm ở chỗ này là sau khi chúng ta tẩm ướp xong thì chúng ta sẽ pha một cái nước sốt riêng, đấy, sau khi mà cánh gà chín thì chúng ta trộn với cái nước sốt đó, dạ. Giờ anh sẽ chỉ cho em cách sơ chế gà. Dạ. Đấy, thường những cái cánh gà mà nó to vậy chúng ta phải chặt nó làm ba. Vâng. Mà chặt như nào để cho nó đẹp. Dạ. Đấy, chúng ta, thì khi mà đây cái bí quyết của anh tại sao mà cái món cánh gà ở Sparta nó nổi tiếng là vậy thì chúng ta phải có nước sốt nhé. Ok, giờ anh chỉ cho Long làm cái sốt thì dạ. 100ml nước lọc. Dạ, 100ml nước lọc. Và 25ml nước mắm. Dạ, khoảng 25ml nước mắm. Trước đó chúng ta cho nước, sau đó chúng ta cho nước mắm các bạn nhé. 20g đường. 20g đường. Ok. Sau đó thì chúng ta cho một cái bông hồi. Dạ, cho một bông hồi vào không anh? Đúng rồi, một thanh cái quế. À, hồi cái nãy chúng ta để đó. Quả thảo quả, dạ. Và một ít ớt, quả ớt khô, dạ. 20ml cái tương ớt nhé. Dạ, 20ml tương ớt đó phải không ạ? 20g. Hoa em thấy màu nó bắt đầu lên rất là ổn rồi đấy. Và chúng ta đun cho nó khô lại, nó sánh lại là được. Dạ. À, cho một ít cái bột ngũ vị hương. Dạ. Mùi của ớt này, mùi của quế, của hồi đã hòa quyện vào với nhau. Và như quý vị đang thấy nó rất là sánh như thế này đấy ạ. Nói chung là em thấy cực kỳ hoàn hảo rồi. Okay. Và bây giờ chúng ta sẽ phải để nguội nó. Đúng rồi, phải để nguội để nó trộn được. Chúng ta vừa mới cho một cái lớp bột đào chúng ta giải lên trên để cho gà nó giữ được cái độ giòn của nó. Thì đây là một cái bước rất quan trọng trước khi chiên các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã vừa chiên xong món gà giòn rụm như thế này. Mùi hương thì không có gì tuyệt vời bằng mà Long cần phải miêu tả hơn nữa rồi. Bây giờ sau khi cái món gà chúng ta đã thành công rồi á, thì ta chiên xong thì cái bước tiếp theo là chúng ta pha trộn sốt nhé. Dạ. Đây là cái tỏi chiên để mình, để
chúng ta sẽ pha trộn ngay khi mà gà còn trong cái chúng ta vớt ra đúng không ạ? Rồi em cho tỏi là chiên khô nè. À, tỏi chiên khô. Cái nước sốt nhớ nhá. Cái nước sốt này mình làm nè. Dạ. Đó, mình rưới đều lên. Ồ, dưới đều nước sốt lên và trộn với cả gà như vậy. Đấy. Hòa hợp quá. Chị cũng nổi luôn đấy. Rồi. Chảy hết cả nước miếng rồi. Đấy, chúng ta trộn đều lên nhé. Dạ. Đó, không? Em thấy cánh gà nó vẫn giòn, đấy, nhưng mà nó không bị khô này, nước sốt nó bám đều này, đấy, dạ. Nhìn rất là đẹp. Đấy, chúng ta đến đây, chúng ta cũng sẽ bây giờ đến phần trang trí nha. Dạ. Đi trang trí đi ạ. Là chef Dũng đã dành tặng cho chúng ta một món ăn cực kỳ tuyệt vời như trên tay Long đang cầm đây, đó là món cánh gà chiên mắm. Và Long đảm bảo với tất cả mọi người, món cánh gà chiên mắm này không hề giống bất cứ một món cánh gà chiên mắm nào bạn đã từng ăn trước đây. Về hương vị thì bây giờ chúng ta sẽ thử. Ăn bóc luôn không? Miếng thịt gà rất là giòn. Đầu tiên chúng ta sẽ ngửi xem mùi của nó như nào đã. Thật ra cái mùi này mình đã ngửi từ nãy giờ ạ. Thực sự là giỏi dãi lắm rồi, đến bây giờ mình sẽ ăn cùng các bạn nha. Anh ăn cùng em thêm nữa nha. Anh là mấy chục lần, mấy trăm lần anh còn nhỏ dãi như em. Nhìn em ăn anh cũng chảy nước dãi rồi đấy. Mày rớt rồi. Tuyệt vời. Nha. Công thức thì rất là đơn giản, cho các bạn cứ làm theo những gì mình chỉ dẫn. Chắc chắn các bạn sẽ làm được món cánh gà như Sparta đang làm. Và nếu như các bạn thấy hay thì like and share clip này các bạn nhé. Xin cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Okay. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip này nhé. Tạm biệt. À quên, nếu mà các bạn muốn làm một cái món ăn gì đó trong clip tiếp theo, các bạn hãy để lại ý kiến của mình ở dưới comment. Và các bạn muốn chép Dũng thử sức với món gì tiếp theo thì chúng ta hãy để lại lời nhắn ở dưới comment. Chắc chắn chúng tôi sẽ đọc từng comment của các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.